Ngày 24 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố bắt tạm giam Phạm Ngọc Thắng, 37 tuổi, quê tại Khánh Hòa, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thắng là giám đốc công ty cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển địa ốc Điền Phú Phát, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản. Trong thời gian từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, Thắng ký với 3 khách hàng hợp đồng đặt cọc mua nhà ở dự án đô thị thương mại Richthau và hợp đồng đặt cọc về việc góp vốn chuyển nhượng bán bất động sản khu đô thị Hưng Thịnh Golden Land. Thắng đã nhận tổng số tiền đặt cọc là hơn 3,6 tỷ đồng. Qua điều tra, cơ quan công an xác định công ty Điền Phú Phát chỉ là một công ty môi giới, không phải là chủ đầu tư của các dự án nói trên. Phía công ty chủ đầu tư dự án xác nhận không ký bất cứ hình thức hợp tác hay ủy quyền cho công ty Điền Phú Phát thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà. Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận đã nhận hơn 3,6 tỷ đồng của các khách hàng. Toàn bộ số tiền này Thắng sử dụng để trả lương nhân viên và các chi phí hoạt động của công ty. Trước đó, vào tháng 8 năm 2020, một số khách hàng đặt cọc với công ty Điền Phú Phát đã căng băng rôn trước cổng công ty này đòi tiền và tố cáo Thắng lừa đảo. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vlo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.